Fan chốt Phạm Hương về nước đá văng và hậu ra chuồng ga, giữ vững danh xưng hoa hậu quốc dân, cân gọn camera thương. Dù bốn cung có thất sủng, chức gì vẫn cao hơn. Hội từng xôn xao khi Hoa hậu Phạm Hương chính thức về Việt Nam sau 4 năm định cư tại Mỹ. Ngay khi trở về, mọi động thái của người đẹp đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng. Được biết, lần trở về Việt Nam này, nàng hậu sẽ thăm gia đình và thực hiện một số công việc. Ngoài ra, mặc dù chưa xác nhận, nhưng nhiều người hâm mộ hy vọng cô sẽ xuất hiện trong đêm chung kết của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Hoa hậu Phạm Hương còn tiếp tục gây bão mạng xã hội với hình ảnh giản dị ở quán ốc. Ngay khi vừa đăng tải trên tài khoản của người bạn nàng hậu, khoảnh khắc này đã khiến dân tình xôn xao. Trái ngược với hình ảnh sang trọng cuốn hút thường thấy, trong bức ảnh này cô xuất hiện giản dị với áo sơ mi hồng, quần đen và mang dép bệt. Đặc biệt, mặc dù để mặt mộc, không son phấn, nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn khiến dân tình suýt xoa. Gương mặt sở hữu những đường nét sắc sảo ấn tượng và nụ cười rạng rỡ của cô nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng. Mặc dù đã 4 năm không hoạt động trong làng giải trí, nhưng sức hút của Hoa hậu Phạm Hương vẫn không hề giảm, cũng như giữ vững được vị thế nhất định trong giới sắc đẹp. Cụ thể trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 đăng tải hình ảnh đi đánh góp. Theo cô chia sẻ, dù trời đang mưa, nhưng vì đã quen hoạt động ra sân mỗi ngày, nên nàng hậu vẫn chơi góp để đạt chỉ tiêu. Tại đây, cô khéo khoe gu thời trang chơi môn thể thao thượng lưu ấn tượng của mình. Miss Universe Việt Nam 2015 mặc bộ cánh hồng, mẫu chân váy ngắn xếp ly càng tăng thêm phần năng động cho nàng hậu. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1991 cũng chọn mẫu giày da đế bệt và vớ cao cổ để ra chất golfer. Hai ngày đầu về Việt Nam, Phạm Hương đã trình làng hai bộ đồ đi đánh góp khác nhau. Dễ nhận thấy đây đã là thói quen của nàng hậu, bởi thời gian ở Mỹ cô cũng sáng đánh góp, tối trông con. Trên đất Mỹ, thỉnh thoảng Phạm Hương cũng đưa con trai đầu lông, bé Maximus đi đánh góp cùng. Nhóc tỳ hơn 3 tuổi tỏ ra giản dị, được mẹ cho mặc đồ sành điệu chẳng khác gì tuyển thủ chuyên nghiệp. Việc cho con trai trải nghiệm các bộ môn ngoài trời cũng thể hiện việc mỹ nhân sinh năm 1991 rất quan tâm đến sự phát triển của bé, giúp con có thế giới quan phong phú hơn. Vậy nên người hâm mộ cũng đồn đoán trong hành trình về nước lần này, Phạm Hương mang về rất nhiều đồ tập. Ngoài việc đi đánh góp mỗi ngày, nàng hậu còn có những mạng lên đồ đẳng cấp. Theo đó, các thiết kế mỹ nhân gốc Hải Phòng diện chủ yếu là hàng hiệu đến từ những nhà mốt lớn. Vốn là hoa hậu, có gu thời trang tốt nên cách phối váy áo của Phạm Hương cũng được khen ngợi. Trên TikTok, một tài khoản từng đăng tải khoảnh khắc được gặp gỡ Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Theo đó, vì vô tình gặp trên đường nên Phạm Hương chỉ có thể ôm chầm, nở nụ cười rạng rỡ. Điều đáng chú ý là trong xe còn có nhóc tỳ Maximus đang ngơ ngác. Đây cũng là lần đầu tiên hai nhóc tỳ nhà nàng hậu được về thăm quê mẹ. Trước đó, mỹ nhân gốc Hải Phòng cũng liên tục thả thính chuyện về nước. Cô biết đã suy nghĩ việc đầu tiên khi về Việt Nam mình sẽ làm gì, liệu có một buổi họp mặt với các bạn FC không nhỉ? Không biết dạo này các em như thế nào nhỉ? Còn nhớ hay không những ngày tháng trong trũi cùng nhau? Chắc giờ tụi nhỏ cũng lớn hết rồi nhỉ? Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1991 cũng được nhận xét chăm con khéo. Các bé dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn được mẹ dạy nói tiếng Việt. Tết mặc trang phục truyền thống, Tết Nhâm Dần 2022, ba mẹ con Phạm Hương đã có màn thả dáng đồng điệu với áo dài. Sau khi về nước, mọi nhất cử nhất động của nàng hậu đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trước đó còn khiến nhiều người bất ngờ khi ngay ở đỉnh cao sự nghiệp, cô sang Mỹ định cư. Song song với điều đó, nhiều người hy vọng nàng hậu sẽ tái xuất sau thời gian im hơi lặng tiếng ở Mỹ.